Vâng, Hoàng Gia xin chào các bác nhá. Ngày hôm nay em tiếp tục sẽ lên sóng và ngày hôm nay em sẽ test một cái sản phẩm, đó là đầu tép, đầu câm hay gọi là đầu cassette đấy của hãng Pioneer, model là CT500 các bác nhá. Và chúng ta sẽ cùng nghe chất âm của cái sản phẩm ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em đang phối ghép với âm ni Sansui 5000A kết hợp với một đôi loa khủng long của hãng JBL Bass 40. Đấy, trung 16 Bass 40, ba đường tiếng CF 150 các bác nhá. Đây là một cặp loa cũng rất là đẹp và cũng như là bác nào mà thích chơi kiểu là vừa nghe và có thể kết hợp được hát hò nhẹ nhàng, chúng ta có thể chơi được các bác nhé. Và em sẽ mời các bác chúng ta sẽ cùng nghe chất âm của đầu CT500. Thì em sẽ mời các bác chúng ta sẽ quan sát cái độ đẹp của nó trước, sau là chúng ta sẽ nghe chất âm nhé. CT500 nó cũng thiết kế nó rất là giống so với những cái đàn anh như CT8, CT9 cũng sử dụng những cái nắp mà đây, nắp đậy cửa băng dạng hình cánh cong này các bác nhá. Đấy. Băng thì chúng ta có thể là chúng ta không phải ấn nút inject như những đầu khác mà tay chúng ta bỏ tay vào đây. Ta kéo băng ra và đặt băng vào. Đấy. Có đèn soi băng này. Và đồng hồ vu này thì nó rất giống với những cái dòng mà âm ly của Pioneer, ví dụ như là 7600, 7700, 7800, 7800 mắc đôi. Thì những cái con CT500 này thì các bác có thể kê thêm mua về để kê bày thêm vào những cái con âm ly như 7800, 7825 mã, 7400, 7425 mã, 7600. Đấy thì chúng ta có thể kê thêm vào. Vì nó rất là đồng điệu về cái size của nó là size 43. Được chưa? Thứ hai là này, cái đồng hồ này nó rất là giống so với những cái đồng hồ của những cái con âm ly đó. Núm nút này cũng giống nha các bác nhá. Đấy, và con này nó là full auto stop nha các bác nhá. Full auto stop có nghĩa là gì? Hết băng cũng là stop, tự tắt và tua hết băng, tua trái tua phải hết băng là nó cũng sẽ tự tắt. Thì ở trên này nó sẽ có chữ full auto stop là như thế ạ. Đấy. Vâng ạ, bây giờ em sẽ test các bác nhá. Đây em đang kết nối xuống âm ni Sansui 5000A rồi. Mời các bác chúng ta cùng nghe này. Đấy, băng đây. Con này tiếng rất hay các bác nhá. Đấy. Trong những cái dòng đầu tiếp cỏ tiền thôi, 3 triệu rưỡi thôi nhưng mà chất âm cũng khá là hay. Đồng hồ kim đã vẩy các bác này, âm lượng này. Âm lượng là đi theo kim các bác nhá. Đấy. Muốn kim vẩy nhiều thì chúng ta tăng cái này lên nhá. Đấy, có cả chế độ boom bay này, chế độ băng này. Đây là chất âm của
đầu cầm PL CT500 các bác nhé. Đấy, em đã mời các bác chúng ta nghe một cái đoạn test nhạc và chất âm. Về độ âm và cũng như là về tốc độ là hoàn toàn là chính xác các bác nhé, không chậm không trễ. Được chưa? Con này chất âm rất là tốt, trong cái tầm tiền thì rất là hay rồi. Đấy. Và đây là cái phần phía sau. Đấy, phía sau đây. Chúng ta sẽ có cả cổng in để chúng ta làm rec này, in làm rec và out để là chúng ta cắm xuống âm ly, chúng em đang cắm đây. Và công suất của em này là 15W, điện áp 100V các bác nhá. Đấy, điện áp 100V, công suất 15W. Vâng ạ, giá em này em đang báo và giá bán là 3 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. 3 triệu 500 ngàn đồng cho đầu tép của hãng Pioneer. Model là CT500 các bác nhá. Các bác về kê thêm, bày thêm, nhất là chúng ta bày vào những cái bộ của Pioneer như 74, 74, 72, 76, 78, 78 đôi thì chúng ta bày lên nó rất là đẹp, nó phù hợp về cùng size, cùng thiết kế và cũng như đồng hồ nó rất là giống. Đấy. Chất âm hay, dành cho những bác nào mà chúng ta mới chơi và giá thì rất là bình dân nữa các bác nhá. Bình dân, chạy từ sắt, tiếng rất là dày dặn. Đấy. Tiếng rất là dày các bác nhá. Chức năng full auto stop đầy đủ luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ ngay với Hoàng Gia Audio nhá. Số điện thoại của bên em trên tấm biển màu xanh là 0975834009 ạ. Các bạn, và bên em ship hàng toàn quốc các bác nhá. Khi có cọc ạ. Giá là 3 triệu 500 ngàn đồng, giá không bao gồm tiền ship và tiền băng các bác nhá. Các bác nào thích mua băng thì cứ liên hệ bên em. Bên em làm được cả băng và bán cho các bác. Đây là toàn băng tiếp 2 nhá, băng chất lượng cao. Chứ em không làm băng tiếp 1 nhá. Băng tiếp 1 là những dòng băng rẻ tiền và những cái dòng băng thu thì chất âm của nó sẽ bị chìm rất là nhiều. Đấy, băng tiếp 2. Những cái cuốn này là cuốn 46 phút các bác nhé. Đấy, cuốn 46 phút này em đang bán với giá là 170.000 một cuốn. Có chương trình. Đấy, băng 46 phút. Đấy, còn băng 90 phút là 250 một cuốn các bác nhé. Đấy là những băng tiếp 2. Còn băng tiếp 1 thì nó chỉ khoảng tầm trăm hơn 100.000 một cuốn thôi. Đấy, thì những cái băng đó thì em cũng đã trải nghiệm và em cũng đã làm rồi. Em thấy so sánh với tiếp 2 thì nó thua rất là nhiều. Thế là chính vì thế em đang ngừng không kinh doanh dòng tiếp 1 nữa. Thì chuyển hết sang tiếp 2. Đấy, thì các bác quan tâm thì chúng ta hãy thử một cuốn băng tiếp 2, chúng ta thử nghe xem nó có hay hơn so băng tiếp 1 không. Chắc chắn nó hay hơn rất là nhiều ạ. Đấy, thì cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video này của bên em. Giá 3 triệu rưỡi cho đầu tép CT500 các bác nhá. Cảm ơn các bác, và bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển ạ. 0975 884009. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.